Cảm ơn Seven đã là nhà tài trợ cho video này, và nếu các bạn muốn tìm kiếm những giải pháp cáp sạc nhanh tốt nhất chính hãng dành cho iPhone hãy truy cập ngay vào Seven nhá. Rồi, chào mừng mọi người đến với một cái video xếp hình nữa, và hôm nay mình đang có đây một nhân vật cực kỳ gầy. Em tên gì nhỉ? Em là Cây. Xin chào mọi người. Rồi, hôm nay thì mình đang có ở đây là con này tên gì ấy? Tanh Mega. Megatron đúng không? Đúng rồi, và Megatron. Đây là kẻ thù của Optimus Prime, và đây là một trong những tên cực kỳ là nguy hiểm. It's you and me, Megatron. Và nó là, nghe cái tên đã biết rồi, nó là một cái cỗ xe tăng. Đúng rồi ạ. Đúng không? Xe tăng éo gì mà có cả nitro rồi tên lửa đít rồi có cánh hai bên này. Đúng. Thực ra trông khá là giống với lại Batmobile nhỉ? Trông giống Batmobile quá. Trông giống vãi luôn ấy, kiểu cái tạo hình như thế, nhưng tất nhiên là không phải giống 100%. Và mình sẽ kiếm Batmobile các bạn để hỏi xem bên cái đơn vị bán hàng. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về giá bán thì mình các bạn sẽ để link bên dưới mà cho mọi người tham khảo nhá. Rồi. Nói thật là trông nó hơi bị nham nhở, anh cứ kiểu tính em nó quá nhiều chi tiết ấy. Không so với cả con Optimus Prime trước, nó các khớp nó khớp lại nhau thành một cái ô tô rất là đúng nói chung là nó thành cạnh. Một khối đấy. Đúng rồi. Còn cái này thì nó quá nhiều chi tiết. Thứ nhất là các bạn sẽ nhìn thấy là đây, cả những cái phần trên này, những cái đường kẻ này, những cái chi tiết của nó là cực kỳ nhiều, trên cả các cái khẩu súng ấy. Đồng ý là cái nhiều chi tiết là một cái đặc trưng của cái sản phẩm này rồi, và cũng như của các nhân vật ở trong phim gọi là trong phim Transformer rồi. Nhưng tất nhiên là mình chỉ nói là mình không thích thôi, chứ mình không phải là chê là nó tệ. Rồi, và các bạn nhìn thấy ở phía sau thì cách phối màu nó rất là hay, khi nó sử dụng cái sơn màu xanh làm cho nó cực kỳ nổi khối trên những cái tông màu xám. Có một chút ánh vàng đồng được sử dụng, tuy nhiên thì chỉ ở cái phần bên trên này được đánh giá cao. Còn cái phần đuôi phía sau này thì lại sơn nó hơi nhạt và có một số cái chỗ nhựa thừa hoặc là sơn chưa kín hết đấy. Đúng rồi. Nên cái khả năng hoàn thiện của con này thì mình không đánh giá nó gọi là xuất sắc cho lắm, gọi là được thôi. Và ở trong các cái phần bánh xe này của sản phẩm thì cũng được sơn vàng. Nên đây là một cái cách phối màu của cái con này thì trông nó mang đậm cái tính chất là gọi là thuộc phe hắc ám ấy. Đấy, Dark Side. Đây, và các bạn sẽ nhìn xuống bên dưới nha. Đấy, ở bên dưới này là phần thân của cái con robot là mà lát nữa thế anh sẽ thể hiện khả năng biến hình của mình. Nhựa của con này thì cũng bình thường thôi, nhưng các cái khớp của nó cũng tỏ ra khá là chắc chắn nhỉ, tức nghĩa nó có độ lì khi mà mới mua về ấy. Mới mua về nó sẽ khá là cứng. Khá là cứng đúng không? Rồi, ok. Và bây giờ thì khi mà mua con này còn có những cái item gì không? Ví dụ con Optimus Prime có rất nhiều đồ chơi ấy. Con này những con này nó sẽ có tay cầm phụ này thôi. Chỉ có một tay thay cho một tay còn lại, đây là tay súng và đây là một tay gắp. Rồi, ok. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lắp ráp con này. Cái thời gian lắp ráp được con này để hoàn thiện khoảng bao lâu? Con này chắc lắp khoảng 15-20 phút nếu mà quen rồi. Chứ lần đầu nhìn chắc cũng mất khoảng 4 tiếng. Rồi, lắp đi. Cái sản phẩm này thì sẽ có mã là LS06 Megatron, nó cao 35 cm. Chất liệu thì nó cũng là làm từ nhựa ABS cùng một số chi tiết là diecast kim loại. Được các bạn sẽ nhìn thấy là nó hoàn thiện nó tốt hơn và chắc chắn hơn. Tăng thêm cái trọng lượng của sản phẩm này khi để ra mặt bàn. Và cái phụ kiện đi kèm là tay dạng súng với đèn LED. Đặc biệt là con này là nó có LED ở cả súng và mắt, tạo hình hầm hố và được rất nhiều người chơi yêu thích. Cũng như gần như nó là cái mẫu mà gần như ai thích phim Transformer cũng mua. Bởi vì là con này nếu mà cá nhân mình thì mình đánh giá nó ngầu hơn con Optimus Prime. Chẳng qua là trông nó chi tiết nó cứ hoàn toàn là vằn, mình đã không thích. Mình là người thuộc cái nhóm mà thích những cái gì basic nhất, cơ bản thôi. But first, let me take a selfie. Rồi, và thưa các bạn, chúng ta đã hoàn thành xong. Ủ, con này công nhận bự vãi. Nhìn cái bắp đùi của nó này, to hơn rất nhiều so với bắp đùi của con Optimus Prime. Cả cái phần chân trông đã thực sự. Điều em thích là cái tay nó này, nhìn trông ngầu. Kiếm gập ra gập vào, có đèn này. Kiếm gập ra gập vào hả? Đấy. À. Đây là tay phụ để cho được giống cái tay bên này. Gập vào để làm súng hoặc là nó sẽ thò ra như này để làm kiếm đúng không? Vâng. Khớp của nó còn khá là lì nhỉ, nhưng mà một số chỗ như cái chỗ này bị hở nhựa này. Vâng, hở nhựa. Hở nhựa nhiều. Chi tiết nó chưa được hoàn thiện. Hoàn thiện của nó nói chung là chưa ăn thua cho lắm. Và con này thì trong quá trình lắp ráp thì em cảm thấy thế nào? Các khớp này thì nó không được cứng cáp như con Optimus.
tại vì nó không thành một khối nhất định. Nó rất là mông lung và kiểu quăng đi các hướng các hướng các hướng. Con này lỡ tay một chút thôi là có thể phực cái phát là dễ bị gãy hả? Vâng, dễ bị gãy, khá dễ bị gãy. Vì vậy nên các bạn nhớ là phải đọc kỹ cái hướng dẫn sử dụng này. Con này chỉ có 328 bước. Mấy con kia sẽ phải gấp đôi. 28 bước. Vâng. Và đây là cái thành phẩm của chúng ta. Nói chung là khi để trên mặt bàn thì con này rất là vững chãi đấy nhở, trung ngầu. Cái này là có cả mắt laser mà. Ui, cái khớp đầu của con này có thể cử động xoay trái, xoay phải, xoay lên xuống rất là thoải mái nhờ. Ngon lành kình đào. Đây, còn tay thì lên. Sao? Tay mắt thì đỏ. Sao? Tay có... Có, tay thoải mái, hướng nào cũng được. Tay hướng nào? Ui, đấy. Khớp tay có thể xoay mọi hướng đều được. Ngon lành luôn. Ngón tay thì trông dị thật. Đấy. Và lúc này thì các bạn sẽ thấy rằng là sẽ nhìn thấy được, nếu mà lúc đầu mà để xe tăng thì trông con này gọi là nhiều chi tiết và trông nó hơi rối, nhưng khi mà hóa thành robot thì con này trông lại là con cực kỳ ngầu nhở. Như cái kiểu phía trước này, cơ bắp các kiểu và cả phía sau lưng ấy, con này có vẻ rất hay trong đi tập gym. Còn Optimus Prime như video lần trước thì con đấy tạo hình xe lại trông nó lại cũng hay đúng không? Vâng. Nó trông gọn gàng hơn. Vâng, thì các bạn nghĩ sao? Các bạn có thích cái mẫu mô hình như thế này hay không? Và các bạn thích nhân vật nào trong Transformer? Hãy comment cho mình biết ý kiến ngay bên dưới nhé. Cá nhân mình thì vẫn thích phe ác hơn so với lại phe thiện. Trong phần lớn các phim mình đều thích cái kiểu như vậy hơn. Phe ác chỉ thua vì cái tội ngu thôi chứ chẳng bao giờ gọi là sức mạnh yếu kém hơn cả và tạo hình bao giờ ngầu hơn. Và hẹn mọi người trong các video lần sau.